Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì trước mặt các bạn đây là chiếc Honda Vision của nhà mình đã qua 2 năm sử dụng rồi. Thì sau 2 năm sử dụng thì hôm nay nó lại có một cái hiện tượng, đó là nó kêu cái phần đầu đèn các bạn. Đó, đây cho các bạn xem nè. Đó, nó hở như thế này nè các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Thì khi mà nó hở như vậy rồi thì hiển nhiên khi mà các bạn anh em mình đó cùng cái lỗi giống như mình như thế này thì qua những cái đoạn gồ ghề nó kêu lục cục khó chịu lắm. Thế thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn là hướng dẫn cho tất cả các bạn, tất cả anh em việc mà tháo ra luôn. Để mình tìm hiểu coi cái nguyên nhân như thế nào mà nó hở như vậy để mình khắc phục, chia sẻ đến tất cả các bạn. Và cùng với các bạn làm theo tại nhà cho nó an toàn hiệu quả luôn nha. Rồi, xin mời tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ tiến hành tháo để mình đặt cái camera lại, hướng dẫn các bạn tháo luôn nha. Đó, trước mặt các bạn đây là nguyên cái bộ đồ nghề bá đạo của mình đó các bạn. Để lấy đồ nghề nha. Rồi, trước tiên các bạn dùng giùm mình cái GL 14 để mình mở cái chân kính của chiếc xe Honda Vision. Thì tùy vào các loại xe mà anh em có thể là dùng chìa khóa khác nhau nha. Rồi, tiến hành mở nha các bạn. Gạch cái cao su này lên. Đó, các bạn gạch nhẹ như thế này nè là nó ra thôi, quay nó ra. Các bạn cứ thao tác tại nhà từ từ đi các bạn, không có gì mà mình ngại ngủ chứ. Mình làm ở nhà thì nó kỹ hơn, cứ tháo ra lần lần cho nó quen dần đi, rồi mình tự mình chăm sóc tại nhà luôn. Rồi, xong cái phần kính. Rồi, bước tiếp theo các bạn dùng cái vít ba ke để các bạn mở vị trí ốc này ra hai bên luôn nha các bạn. Rồi, tiến hành mở ra một bên, rồi sang bên kia mở con bên kia các bạn. Tiếp tục mở con bên đây ra. Các bạn cứ quan sát cái cách mình làm từ từ đi. Đó, xong hai con rồi đó. Rồi, bước tiếp theo là các bạn mở vị trí ốc này và ốc này nha. Để mình mở cho các bạn xem luôn, có cản có gì không, có cản các bạn khó nhìn không, chắc hư. Tập lặn nhà đi các bạn, dễ cũng đâu có khó đâu. Rồi, xong. Tiếp tục các bạn. Rồi, đây nè các bạn, đó, xong phim, mở gì là giúp bốn con đó đã xong. Rồi, tiếp tục các bạn cứ để dồn một góc nào cho nó cẩn thận đi các bạn, để không nó lạc mắt nha. Sợ nhất là lạc mắt ốc á, cho nên cái việc này mình cẩn thận lắm các bạn, để đây đi. Rồi, tiếp theo là các bạn cứ tiến hành các bạn lắc lắc nhẹ nhẹ, các bạn giật cái phần đầu đèn này ra để mình làm chậm chậm cho các bạn xem, tại có mình nè các bạn. Như vậy mình đã ốm giật ra nè các bạn, sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn giật ra nha. Thì ở trên cái phần đầu đèn Vision á, nó có đây một cái phe nè, một phe gài, và đây một cái nữa là hai, và bên đây, bên đây nè các bạn, sát mép bên đây nè là một cái nữa là ba. Như vậy khi các bạn mở á thì một tay các bạn ấn cái bửng này xuống và cái tay mình lòn giật nó lên cho cái ba cái chốt này nó nhóm lên nè, nó nhóm đều hết. Khi mà nhóm đều lên hết thì các bạn nắm giật ra thì nó sẽ ra cái phần đầu đèn thôi. Đó, như vậy chỉ cần các bạn nhóm giật ra cho nó hở như thế này giống mình thôi. Để hình gì thì sau khi mình giật ra các bạn thì mình kiểm tra lại tất cả các phe gài của mình nè, phe gài của mình đó các bạn, không gãy một phe nào hết. Và nguyên nhân tại sao mà nó lại nó hở rồi nó kêu như vậy thì đây mới chính là nguyên nhân chính nè. Mình mò mò nãy giờ nè, thì cái này nè các bạn, nó bị yếu yếu, nói chung là nó không còn khớp nữa. Để mình quay cái khía này cho các bạn xem nè, nó cứ gạt lên gạt xuống là nó không bám được chỗ nào hết trơn á. Như vậy các bạn dùng giùm mình là cái miếng mũ bi tiết á, miếng mũ bi tiết nó dày như thế này nè các bạn, đây các bạn thấy chưa. Thì các bạn đo cái ni từ đây nè các bạn, từ cái mí này nè qua cái mí bên đây một miếng, chiều ngang cho nó bằng như thế này nè, và độ dày chiều rộng á các bạn tầm khoảng 2 phân là một miếng, để mình chọt mình chim vào bên trong là một miếng rồi. Để đây, và cái miếng thứ hai á, cái miếng thứ hai là các bạn dùng một miếng nữa, các bạn đo từ cái ni bên đây nè, cái ni chỗ này nè các bạn, cái ngàm này nè qua đây dài bao nhiêu
thì các bạn cắt một khúc nó bằng như thế này nè. Đây, đó là hai miếng. Để mình chiên xong rồi mình quay cho các bạn xem nha. Thì đây nè các bạn, sau khi mình đã chiên xong như thế này nè, thì do cái máy cái dàn áo này nó sáng quá không lấy được sát bên trong, thì mong các bạn thông cảm giùm mình nha. Thì các bạn chiên cái miếng dài đầu tiên á vào sát bên trong luôn, nó xuống tới cái mí dưới đây nè cho hai bên, rồi sau đó các bạn đẩy cái này lên, các bạn nhận cái miếng phần của mình vào đây nè cho nó chiên vào đây để cao su với nhau, cao su thì nó hiển nhiên nó cứng là các bạn, và nó có cái lực đàn hồi luôn, do đó là nó hết kêu luôn rồi các bạn đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ ráp lại thôi. Thì cái khâu mà các bạn tháo ra như thế nào thì các bạn trình tự các bạn ráp lại thôi, nó sẽ ok. Rồi như vậy mình đã lắp chỉnh chu lại đó các bạn. Bây giờ xin mời các bạn kiểm tra cái cách khắc phục của mình, nó có cái kết quả như thế nào. Thì hồi nãy lắc kêu phải không bạn? Bây giờ coi lắc nó còn kêu không. Dúng thử coi. Hết kêu rồi các bạn. Hồi nãy kêu cụp. Bây giờ này, đó, cỡ này luôn mà hết kêu rồi nè các bạn. Cứng ngắc, im luôn, quá hiệu quả, đơn giản, rẻ tiền. Đó các bạn thấy chưa? Thì một số anh em đang sử dụng vi sành có cái hiện tượng này thì cứ làm tại nhà thôi, theo cách hướng dẫn của mình. Thì các bạn chỉ cần mở ra vị trí ốc này, hai con ốc hai bên đây nè, ốc trên đây nữa nè các bạn, một con đây nữa nè, đây con đây nữa, thì bốn con thôi. Rồi các bạn nhóm ở đây có cây chốt, nhóm cái bẩn này lên, rồi nhóm bên đây lên cái, bên đây lên cái. Rồi các bạn nhóm nhẹ ra cho nó hở ra. Rồi lấy cái miếng mũ bi tiết này nè các bạn. Các bạn lấy miếng mũ bi tiết hay cái gì cao su cũng được. Các bạn đo hai khổ, các bạn chim vô cho nó đội nó cứng lại thôi. Rồi xong chim xong các bạn lắp lại hoàn chỉnh là ok à, không có vấn đề gì đâu. Đó. Thì qua cái video này, sau khi các bạn xem thấy video này hay và hữu ích, thì rất mong các bạn cho mình xin một cái lượt like, một lượt chia sẻ. Và đừng nhớ quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình. Mình sẽ ra tiếp tục những cái video hay hữu ích về cách chăm sóc bảo dưỡng xe tại nhà cho nó bền hơn để gửi đến tất cả các bạn nha. Thôi thì cuối lời xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye các bạn, và chúc các bạn thao tác thành công tại nhà, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Bye bye một lần nữa.